Bạn nào đang chơi game bị giật lag hay là bị lóng máy hoặc là có thể bị đầy bộ nhớ điện thoại thì tải ngay cho mình Upload Clear trên CS Play nhá. Anh em ấn dọn để tối ưu bộ nhớ nhá. Thì như thế này thì mới tối ưu cho cái điện thoại của chúng ta chơi tựa game Free Fire không bị lag mọi người ạ. Thì mình đã thử rồi, rất là mượt luôn. Rồi anh em ấn dọn rác nhá, xong. Tiếp theo ấy, mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để tiết kiệm pin khi chơi game nhá. Thì thường thường con game Free Fire rất là ngốn pin. Đấy, anh em ấn vào tiết kiệm ngay. Rồi nó sẽ tắt những cái ứng dụng mà chúng ta không dùng đến ấy. Thì nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được pin và những cái phần mềm đó không còn chạy ngầm trong máy nữa mọi người ạ. Đấy, mọi người thấy không? Quét rất là nhanh luôn. 10 ứng dụng luôn. Ui dồi ôi, thảo nào lag thế. Anh em cứ than với tôi là máy nóng quá, chơi game Free Fire không có được. Ấn ngay cho mình cái hạn nhiệt CPU anh em nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ấn tăng tốc điện thoại để trải nghiệm game tốt hơn nhá. Nó sẽ mượt hơn rất 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 là nhiều luôn anh em ạ. Ở đây thì mình đang tăng tốc 3 ứng dụng mạng xã hội. Rồi bây giờ anh em muốn mượt hơn nữa thì anh em ấn vào tăng tốc game cho mình. Rồi anh em ấn vào thêm trò chơi. Rồi anh em thêm cái tựa game mà mình đang chơi vào nhá. Ở đây thì mình có chơi 2 game anh em ạ. Ấn xác nhận là xong. Anh em cảm thấy cái video này hữu ích thì đánh giá 5 sao trên CS Play giúp mình nhá. Xin chào cả anh em đã cùng quay trở lại với channel của mình. Và mình là Đức Bom đẹp dai, mã số 02 đến từ Dubai đây anh em ơi. Thì tôi có một cái công chuyện muốn nói với thằng em NTL anh em ạ. Rồi bây giờ mời nó vào này. Đâu rồi? Thằng này hôm nay mời không thấy vào. À đây rồi. Hello. Cái gì đây? Em ơi. Ơi, em đang quay clip, em bảo gì đây? Anh buồn quá. Làm sao mà buồn? Hôm nay anh bị mon tấm sưng cả mắt. Vai cả trưởng, thật không này? Thật, buồn lắm. Ủa, thế em vừa lấy em đi tán gái bị Ngọc Diễm nó vẽ qua đau thật đấy. Học rồi, này học hết. Ui giời, anh đang định hỏi là em với Diễm có hạnh phúc không? Chán lắm rồi, em muốn chia tay lắm rồi, bây giờ có người yêu mới, em đổi luôn này. À, anh em mình đổi người yêu không? Ờ, thì anh đang định nói với mày đây. Thật không này? Cái chung ý tưởng à? Ủi, em cũng kiểu như thích bé mòn đấy. Ờ, thế tiện đây anh cũng quay clip cho mọi người xem là mình... Nếu mà đổi được ấy thì anh em quay clip cho mọi người xem là một ngày mình hẹn hò như thế nào. Hôm nay em cũng đang định quay clip, đang định than với mọi người là bị Ngọc Diễm vẽ sưng hết mặt. Thích đổi luôn đi anh ơi. Ờ, thế mời, để anh mời về. Ok, anh mời đi, để em mời Diễm nào, mời luôn anh em mình đổi luôn. Ok. Đây rồi. Bé Mon. Diễm đâu rồi? Diễm đây luôn. Hello. Lời tên là nói đi em. Alo. Bây giờ ấy nhá. Bây giờ anh chán em rồi, tại chiều nay em vẽ anh phát đó, bây giờ anh quyết định là anh đổi người yêu cho Đức Mom. Còn bé Mon này, hôm nay em đấm anh sưng mắt thì anh cũng lợi em rồi đấy. Anh không ở được với em nữa đâu. Bây giờ anh sẽ chán lắm rồi. Đổi người yêu cho LTL. Sao độc tác một cái mà đã bỏ đấy nhỉ? Yêu đuối. Tại em trước ngày cứ dỗi em bắt đầu anh có chơi vì gái trận thì em bắt đầu vẽ anh sưng hết mắt. Bây giờ nhá, bây giờ bọn tôi mà ở với hai bà lâu dài thì đúng là ngày ăn mấy trận à? Bây giờ anh muốn như thế đúng không? Đúng rồi, chắc rồi. Không hối hận nhá. Không hối hận. Không bao giờ hối hận luôn. Okay, anh đưa đấy, anh em mình ra. Đổi thì đổi, có gì đâu có sợ đấy. Đúng không Diễm? Anh em mình là con trai mà. Đúng rồi. Đổi thì đổi, sợ gì đúng không? Phận con trai. Không hối hận đấy. 12 bến nước. Thôi rồi, bé Diễm sẽ là của anh. Ok nhá, bé Mon ra anh mới nhá. Đức Mon đừng bao giờ động người yêu tao nhá. Bây giờ bé Mon là của tao. À, lên mặt à. Đây là một sự xúc phạm. Rồi, bé Diễm theo anh. Ok, bye bye nhá. Rồi, hạnh phúc nhá. Alo. Sao đây? À, con nhỏ vợ mới. Rồi, làm vợ anh. Vợ mới. Vợ sao mới. Sao tự dưng lại thích đổ người yêu là như thế nào? Chán Mon lắm rồi. Của anh nghĩ như thế nào luôn đấy? Mon suốt ngày đánh anh, anh chán quá, anh phải đổi người yêu. Đổi là không, đổi hẳn đấy. Cứ để xem được bao nhiêu lâu. Rồi, đổi hẳn đấy. Đi cứ nhận để, đồ đi. Cứ để xem anh có chịu được em không? Chịu được rồi, dám ba đứa con gái. Ôi, đừng có nghĩ thế, em là cái đứa siêu bướng hơn. À, được. NTL còn không chịu được em, chứ đừng có nói là anh. Anh đang suy nghĩ là, không biết là NTL nó đang sống thảm hại như nào, chứ anh đang hạnh phúc lắm. Nào ra đây cụm đầu cái nào, ra đây cụm đầu thể hiện tình cảm cái nào. Không. Cụm đầu cái con nhỏ người yêu mới này bướng đấy nhở. Xếp chết cụ bây giờ. Không, cụm đầu đâu nha. Cụm đầu cái nào. Đổi người yêu không. Rồi, bây giờ em là của anh rồi. Không. Nào ra đây. Thế có thích anh bảo vệ cho không? Có. Ấy à, dày, con người yêu mới. Con người yêu mới xịn xó á. Nó mặc đồ đôi mình luôn nhá. Con nhỏ người yêu mới. Đây em ơi. Đi theo anh bảo đấy vệ. Đấy là anh đó. Mặc theo em chứ. Đâu, đôi đồ tủ của anh mà. Đi đồ theo anh bảo vệ. Đồ
đồ này là đồ độc quyền của em ấy. Độc quyền của anh? Ôi, thế trùng hợp thế nhở? Bọn mình lại trùng hợp thế nhở? Connect. Không phải trùng hợp đâu. Ở kia có xe để anh đèo em đi nhá. Không biết LTL giờ nó có hạnh phúc bên người yêu mới không? LTL. Ôi nhưng mà sao em lại tên. Sao em lại bắt nạt nó? Vì á, nó như thằng Trẻ Trâu ấy. À, thế có thấy anh Trẻ Trâu không? Anh á, em thấy anh nói chung là cũng gọi là Trẻ Trâu đấy, ổn áp. Ui dồi, tưởng bảo anh Trẻ Trâu. Trẻ Trâu vậy. À Diễm ơi, Diễm ơi. Dạ. Diễm có thể giới thiệu sâu qua về bản thân được không? Em á. Đúng rồi. Em thì cũng không có gì đặc biệt hết. Em thích mấy đại gia này. À. Nhiều tiền này. À, thế thì đúng quá rồi, anh là Đức Dubai đây còn gì nữa. Quá chuẩn luôn. À, với lại là đâu, em giới thiệu sơ qua về em đâu biết được anh có nhiều tiền hay không đâu. Tí anh nạp cho 10k kim cương. À, thật lại... không? Thật. Không bao giờ nói đừng phép. Có nói dối nhé. Tên anh như vậy thôi chứ anh khác. Với lại là em giới thiệu sơ qua về lý lịch bản thân đi. Nói chung là em thì một đứa siêu hiền. À, không anh bảo em. Em hiền lắm. Nhưng mà không mà. Hiểu sao LTL nó lại sợ em. À, anh thấy em hiền mà. Với lại là tên của em là Diễm mà anh cũng tên là Đức nữa, tên cũng giống nhau đấy, cũng hợp hợp. Thật không? Hợp. Với lại là anh giới thiệu luôn anh là Phạm Phương Đức, sinh năm 2002 đến từ Quảng Ninh. Đúng rồi, em thấy mẹ em bảo lái 2.2 hợp với 2.3. Ui giời, thế thì còn gì bằng nữa. Trời ơi. Rồi em theo. Nhưng mà em không thích anh đâu. Ơ kìa, đã đổi rồi. Thế anh có bảo vệ được em đâu? Bảo vệ được đâu, có thằng địch nào đâu. Đi đi theo anh, địch đi theo anh. Địch nó vừa bắn em tòe mọ rồi. Đâu, nó đâu? Nó ở chỗ, nó đang hồi sinh kia kìa. Ui. Đấy. Suýt nữa bỏ mạng. Anh còn không bảo vệ được anh thì nói gì là bảo vệ em. Đây, anh thấy rồi. Rồi chết. Mấy con bot này nếu anh không bắn được thì cứ để em. Rồi anh bắn một thằng. Ba con bot. Để anh. Trời ơi, dám bắn bé người yêu mới của tao à? Mày... Trời ơi, em còn một đứa nữa thôi. Tới số rồi. Xong rồi, xử xong em ạ. Game là dễ cục đầu cái nào. Nào, anh cục đầu gái, có nhỏ người yêu mới này. Rồi, ok. Hồi máu di chuyển tiếp này. Ở chỗ này có người này. Vào nhà nó bắn thì bỏ mẹ đấy. Máu này. Em cảm ơn. Ôi giời ơi. Nghe giọng dễ thương thế nhở. Đúng là người yêu của LTL về tay mình cái khắc ngay. Nhưng mà bây giờ em bỏ LTL chắc là LTL buồn lắm. Ờ, anh cũng nghĩ là nếu mà bỏ đi thì bé Mon cũng hơi buồn. Mà thôi không sao, cái gì mới mẻ cũng tốt mà. Chứ bây giờ anh không chịu được bé Mon nữa rồi. Mà em biết là ngày nào anh cũng bị bé Mon đánh. Áp lực kinh khủng luôn đấy. LTL cũng thương em mà, nhưng mà thỉnh thoảng hay đi chơi gái thôi. À thằng này láo, thế thì không được rồi, anh thì chung thủy một lòng. Nhưng mà anh có hay đi chơi gái không? Anh không, anh có gái gú gì đâu. Danh sách bạn bè của anh thật không có gái. Em thấy chị Mon bảo là anh hay đi gái gú lắm. Chị đấy ghét lắm nên chị đấy đang muốn bỏ anh ấy. Đúng là người đàn ông rồi. Ôi kìa, không phải như vậy đâu. Hiểu nhầm thôi, nào lên xe đi xe. Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường, phiêu lãng như áng mây trời xanh ngàn. Có người em ơi. Xuống đi. Cầu đi tìm luôn mấy cái team này. Nó lóc xưởng hay sao ấy? Nó lóc xưởng hay sao ấy? À, nó hóa bụi cỏ chưa? Mày bắn Diễm à? Mày bắn con nhỏ vợ mới của tao à? Ơ, nó chết chưa? Chết rồi, anh KS. À, thì nhà em ở Bắc Giang à? Thế cơ nào hết dịch thì anh ra lên đấy chơi nhá. Thế anh đưa đi uống trà sữa. Thật anh... không? Anh thật. Ra chơi thật không? Thật, anh biết là em rất thích uống trà sữa. Em thích trà sữa. À, thế đúng trà sở thích rồi, đúng sở thích của anh rồi. LTL có hay đưa em đi uống trà sữa không? Nhưng mà LTL không cho em uống trà sữa. Thế thằng này không được rồi, thế thì để anh đưa em đi, được chưa? Được anh. Một ngày một lần uống, mà uống say XS, XL luôn. Có xe kia. Rồi. Lớp 1.
Anh bảo kê em được, yên tâm đi. Không sao cả, từ từ. Chết. Bắn nó đi, nhanh lên, em chết rồi. Xong rồi, sửa rồi. Đây, để anh cứu bé Diễm của anh. Đấy. Anh bảo vệ được em mà. Anh chơi với chị Mon, anh có bảo vệ chị ấy như thế này không? Anh có bảo vệ mà, Mon bảo không cần, Mon bảo Mon tự giác. Đáng ra con gái phải để con trai lo chứ đúng không? Có tiếng xe em ơi. Có tiếng xe. Thôi, bây giờ để em gánh cho. Mấy con bot này. Nó đâu? Thì nó quay lại đây giờ đấy. Để anh truy sát nó cho. À, nó trên này. Mày tới số rồi, Diễm ơi, nhìn anh thể hiện này. Chuẩn bị nên rồi. Nó yếu rồi. Mày cai hết mạng tao này, nó cai hết mạng anh. Ui, có thằng trên nhà. Để anh. Đâu rồi? Nó đi đâu em? Nó chết rồi. Xong. Ôi, bọn mình bắn hay nhở, đúng là hợp ý luôn, xong kiếm hợp bích. À, hai thằng bắn nhau này. Đợi nó bắn nhau đi. Hay. Rồi, thằng cuối cùng. Cố lên Diễm ơi, gánh anh top một trận này Diễm ơi. Cố lên. Hay quá, top 1 rồi. Thôi nhá, đi ngủ sớm đi nhá. Hôm nay anh đưa đi chơi nhá. Vâng. Ok, bye bye.